Ngày 13 tháng 1. Sự thật về tôi. Bạn phải tiếp tục vạch trần thế gian trước những gì nó có ý thao túng, kiểm soát, gây đói khát quyền lực và về lâu về dài sẽ hủy hoại chính bạn. Thế gian cho bạn biết nhiều lời nói dối về bản thân bạn, nên bạn chỉ cần có đủ thực tế để nhắc nhở bản thân về điều đó. Mỗi khi bạn cảm thấy bị tổn thương, bị xúc phạm hoặc bị chối từ, bạn phải dám nói với chính mình rằng những cảm xúc này dù mạnh mẽ thế nào đi nữa cũng không nói cho tôi sự thật về bản thân mình. Mặc dù tôi không thể cảm nhận rõ ràng ngay bây giờ, nhưng sự thật là tôi là người con được tuyển chọn của Thiên Chúa. Tôi quý giá trước mặt Thiên Chúa. Tôi được gọi là người yêu dấu từ vĩnh cửu, và tôi được giữ an toàn trong một cái ôm vĩnh cửu. Thank you.